bến tàu. Tam Hổ, mẹ, em qua đó trước đã. Nào ăn cơm. Mẹ, ăn cơm đi. Tam Hổ tử, chuyện con với Hoa Hoa cứ kéo dài như vậy không phải là cách đâu. Cha đồng ý cho hai chúng con thành thân rồi sao? Tam Hổ, cha con đã bàn với mẹ là phải nghiệm thân Hoa Hoa. Cái gì? Nghiệm thân à? Con không đồng ý. Trước mắt chuyện này ai cũng dòm chằm chằm vào cả. Không nghiệm, sau này Phùng gia chúng ta làm sao còn tiếng nói trong thôn? Các người chỉ nghĩ tới tiếng nói của mình, còn mặc kệ danh tiếng của Hoa Hoa. Mẹ nghĩ kỹ rồi, cũng vì danh tiếng của nó nên mới nghiệm thân. Đây cũng vì trả lại trong sạch cho Hoa Hoa, để người xung quanh không đặt điều về nó nữa. Hai đứa con cũng suôn sẻ bái đường thành thân. Con thật không bái đường thành thân, chứ không để Hoa Hoa chịu nỗi nhục này. Tam Hổ, chúng ta ai cũng thấy Chu Nhật Hoài và lẫn Sĩ Điền giống như chim ưng rình bắt thỏ, dòm có hai đứa không chớp mắt. Nếu không mà bái đường, không biết chừng họ lại dở trò xấu xa gì nữa. Chuyện này không thể nào kéo dài. Mẹ, rốt cuộc đây là ý của mẹ hay là ý của cha? Tam Hổ, con phải thông cảm cho sự khó xử của mẹ. Mẹ đứng giữa cũng không dễ dàng gì. Mẹ, xem như con không thành thân nữa, con cũng không thể để bà chịu nghiệm thân cho Hoa Hoa đâu. Tam Hổ, Tam Hổ, lão Ngũ Thúc à, anh nói câu gì đi. Tiếng kia cha còn nói gì? Nhà chúng tôi không đồng ý. Cả nhà các người đều không đồng ý thì hôn sự này e là không thể thành. Không thành thì không thành, đâu phải Hoa Hoa nhà chúng tôi không gả đi được. Tại sao cứ phải gả cho Phùng gia? Lão Ngũ ca, anh là chủ gia đình, anh đưa ra quyết định đi. Lễ hay không lễ, quy củ hay không quy củ, dù sao cũng dày dò người ta. Trước mắt người ngoài nói cái gì thì cũng là gì của người ta. Nghiệm hay không nghiệm là do bản thân Hoa Hoa quyết định. Con có chết cũng không nghiệm. Mẹ, mẹ nghe thấy rồi đó, con với Hoàng Hoa không đồng ý nghiệm thân. Mẹ về nói với cha một tiếng, hôn sự này con không kết nữa. Không kết hôn, không kết hôn. Nếu là như vậy thì hà tất lúc đầu khỏi khổ sở. Mẹ, con phải con không muốn kết hôn, mà là thế đạo ép người ta quá, ép người ta kết hôn không thành. Chị dâu à, thím chịu thua rồi, con phải nói làm sao? Tam Hổ, Hoa Hoa, làm chuyện gì cũng phải cân nhắc cho kỹ. Một khuê nữ hoàng qua còn chưa qua cửa đã phải nghiệm thân, chuyện này không ai chịu nổi hết. Cậu suy nghĩ kỹ đi, thể diện và tính mạng cái nào quan trọng? Chắc chắn tính mạng quan trọng, không có tính mạng lấy đâu ra thể diện? Hai người ở bên nhau phải bất chấp bằng cả tính mạng thì còn nghĩ gì tới thể diện? Hơn nữa bây giờ Hoa Hoa là tấm thân ngọc nữ, nghiệm thân thì có sao chứ? Nghiệm thân chỉ giúp nó có thêm danh tiếng thôi, để nam nữ già trẻ lớn bé toàn thôn đều phải ngẩng đầu nhìn nó. Hai người đừng có đắn đo nữa, tại sao không chịu nghiệm thân? Hoa Hoa, tại anh hết, đều tại anh, đều tại anh. Hoa Hoa, Tam Hổ, mau đuổi theo nó đi. Hoa Hoa, Hoa Hoa, Hoa Hoa, Hoa Hoa, Hoa Hoa. Cha, Hoa Hoa, em đứng lại đi. Hoa Hoa, Hoa Hoa, em đứng lại đi.
Ông trời ơi, ông không muốn Hoa Hoa sống thì Hoa Hoa chết cho ông xem. Hoa Hoa, Hoa Hoa, đều là lỗi của anh. Lỗi của anh được chưa? Muốn chết để anh chết. Anh không biết phải làm sao. Phải làm sao đi? Phải làm sao đi? Hoa Hoa, chị dâu, hai người nói thật chị biết. Rốt cuộc hai người sao rồi? Chị dâu em, em Hoa Hoa, cậu ấy đã. Chị dâu, chị đừng hỏi nữa. Là lỗi của em. Cứ để em chết đi cho rồi. Tam Hổ, muốn chết dễ lắm, nhảy xuống một cái là xong. Nhưng phải nói rõ mọi chuyện đã. Hoa Hoa, em nói thẳng cho chị biết đi. Em nói đi. Nói đi. Chị dâu, chị dâu, hôm đó, hôm đó trên đường kêu em từ Quyền Thành về vui đùa quá trớn. Đi ngang qua hầm đất bỏ quan, em rất không được vào, nhưng anh ấy cứ bắt em vào đó. Qua qua, cậu ấy ép em làm chuyện đó. Cậu ấy cởi đồ em ra. Không có, không có cởi đồ. Quần áo vẫn còn, vậy rốt cuộc hai đứa làm gì? Em mau nói đi. Anh ấy ôm em rồi hôn em, hôn tới mức em muốn nghẹt thở luôn. Anh ấy còn sờ, sờ ngực của em. Chỉ có hôn, sờ ngực, em tưởng là chuyện đó sao? Chỉ còn cười nữa, em không thể sống nổi nữa. Hai đứa ngốc này lớn như vậy rồi mà không hiểu chuyện gì cả. Chị nói cho em biết, ôm hôn với chuyện đó là hai chuyện khác nhau. Đừng nói là hôn một cái, cho dùng hôn 10 cái cũng không phá được thân ngọc nữ của em. Chị nói thật hả? Bà Triệu không nghiệm ra được chuyện anh ấy sợ em sao? Không nghiệm ra được. Bà cô của tôi ơi, chị dâu, chị không gạt hai đứa em chứ? Đàn ông thân cao 8 trượng, cái gì cũng không hiểu. Chị dâu, cậu vẫn là hòa thượng. Chị dâu, vậy hai đứa em chưa làm chuyện gì cả? Chưa đâu. Vậy Hoa Hoa có thể nghiệm thân à? Tốt quá, tốt quá. Ông trời ơi, hai chúng tôi thật sự không có gì cả. Ông trời ơi, làm Hoa Hoa sợ hết hồn. Hoa Hoa có thể nghiệm thân rồi. Tam ca ca có thể nghiệm thân rồi. Lão gia ông ra ngoài à? Hiểm hại có gì mà vui quá vậy? Theo lễ quy của tổ tiên, bà Triệu nghiệm thân cho Hoa Hoa rồi. Hoa Hoa vẫn còn là tấm thân ngọc nữ. Cô ấy tấm thân ngọc nữ, chứ đâu phải là thím có tấm thân ngọc nữ mà thím vui vậy. Cậu đã chiếm địa bàn của Trương Trung Hán. Cuộc sống cũng thoải mái hơn nhiều. Lão gia, đây đều là sự ủng hộ của lão gia hết. Lão gia, hôn sự của Lan Hoa Hoa và Phùng Tam Hổ đã định chưa? Hôn sự đang ở trước mắt. Lão gia, giọng dự tính gì? Lần sĩ điện vì Lan Hoa Hoa xích chút nộp cả tính mạng. Tôi đoán Lan Hoa Hoa sắp gả cho người khác, hắn sẽ không để yên đâu. Chỉ cần Lan Hoa Hoa còn sống, hắn sẽ tiếp tục lấy lận cẩm dinh ra để mà quy hiếp tôi, tìm tôi gây rắc rối. Còn con trai lận cẩm thăng của hắn nữa, trước mắt chưa tới đây. Nhưng một khi nó ra tay, biết tôi không bảo vệ Lan Hoa Hoa cho cha nó, thì nó... Lão gia, tôi hiểu rồi. Ông muốn giết Lan Hoa Hoa để diệt trừ hậu hoạn. Tôi về lận sĩ điện dày dọc cô ta một thời gian dài. Không ngờ Lan Hoa Hoa vẫn là tấm thân ngọc nữ. Ở trong mắt bà con trong thôn, tôi với lận sĩ điện đều trở thành thủ hạ bại tướng của con gia đầu đó.
Không được, tôi không thể chịu thua như vậy. Việc này liên quan tới tiếng tăm của Chu gia ở Tam Thập Lý Phố. Lão gia, uống trà đi. Được, nếu ông đã có ý định xử lý Lan Hoa Hoa, vậy thì thù với Phùng Tam Hổ tôi không thể không trả. Phải diệt cả Phùng Tam Hổ và Lan Hoa Hoa luôn. Đội ngân thân đến rồi, nhanh đi chuẩn bị đi. Tân nương ra rồi, tân nương ra rồi. Hoa Hoa, cha. Hoa Hoa, cha. Hoa Hoa, anh tới đón em đây. Hoa Hoa, được rồi, xem người ta đợi em kìa. Được rồi, được rồi, nhanh đi, bên ngoài đang đợi kìa. Được rồi, ngài đại khỉ, đi đi. Tân nương ra rồi đây, tân nương ra rồi. Nào. Nào, từ từ thôi. Dẫm lên. Trương lão bá, nhanh lên. Khởi kiệu. Đi thôi. Đôi quyền ương này cuối cùng cũng được ở bên nhau rồi. Đúng là không dễ dàng gì. Chú Phùng, đội nghinh thân sắp tới rồi. Chỗ lửa trừ tà với gà trống đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, xong rồi. Đại hổ tới đây. Đã chuẩn bị xong rồi. Mau lên, gà trống đâu? Đây. Quang, chú nói cho con nghe. Mau đi nói với Trường lão bá, cho đợi nghênh thân đi ngang qua cửa nhà Chu Nhược Hoài. Đi ba vòng trước cửa rồi hãy quay về. Cha nó, tự nhiên khi không kiếm chuyện làm gì, tôi phải trút cơn giận này. Thì đó, nhanh lên. Vậy con đi đây, nhanh lên, đi. Đại tỷ, họ là tới gây sự, tính sao đây? Đại tỷ, có khi nào họ xông vào đây đánh chúng ta không? Chị mau nghĩ cách đi đại tỷ. Lão gia, ông đã về rồi. Lão gia, tôi còn chưa chết. Quản cái gì? Tất cả ngồi xuống cho tôi.
Qua qua, em đợi một chút. Chu Phủ, Chu Nhược Hoài, tôi nói chồng biết, hôm nay tôi lấy Hoa Hoa rồi. Hoa Hoa là vợ của tôi, cả đời này không thay đổi. Đi. Bái thiên địa. Dị bái cao đường. Lại thứ nhất. Lại thứ hai. Lại thứ ba. Phù thề đối bái. Đưa vào động phòng. Tấu nhạc. Mọi người ăn nhiều vào, ăn nhiều vào. Ăn nhiều một chút nha. Quân gia xem đi, cái này vừa mới đúc xong, vô cùng tinh xảo. Xem cái này đi. Quân gia, cậu mua cho ai vậy? Em gái tôi thành hôn. Được, giờ hãy chọn cho em gái cậu cái thật đẹp đi. Cậu xem đi. Trưởng quầy, có thể kêu người của ông đúc cả ngày đêm cho tôi không? Có thể. Vậy được, quyết định vậy đi. Sáng mai tôi tới lấy. Không thành vấn đề. Đa tạ. Ngày mai tôi nhất định đúc xong cho cậu. Quân dạ, đi thông thả. Đợi đã. Cẩn thận một chút. Cẩn thận. Quản gia Lý. Mẹ từ từ. Được rồi. Hai đứa không cần tiễn nữa. Không tiễn, đừng tiễn nữa. Yên tâm đi mẹ. Tam hổ là Qua Qua. Hai đứa không thiếu cái gì. Không thiếu gì hết. Em có Qua Qua tức là không thiếu gì cả. Vậy thì tốt. Tam hổ, em phải tốt với em gái chị. Yên tâm, không tốt cứ đánh vào mặt em. Về thôi. Chị dâu đi thông thả. Đi. Giờ mình làm gì đây? Anh không biết phải làm gì. Giờ em đã là vợ của anh rồi. Anh hôn em đi. Hôn một cái, giống như lúc chúng ta ở trong hang vậy. Còn dám hôn nữa? Sao lại không thể? Bây giờ em là vợ chính thức của anh rồi. Cha mẹ anh trai em, chị dâu em, anh trai anh, chị dâu anh, có biết anh cũng không sợ. Anh muốn hôn em thế nào cũng được. Anh muốn hôn ở đâu thì anh hôn chỗ đó.
Vậy chúng ta hôn ở đâu trước? Em cũng không biết nữa. Lên giường đi. Lên giường, lên giường đi. Lên giường thì lên giường. Bưng cái này xuống. Từ từ thôi. Lên giường. Hôn môi đi. Hôn môi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hôn môi. Ai vậy? Ai vậy? Ai đó? Tắc Khắc. Tắc Khắc đại ca. Không phải ở trong trại cổ dịch sao? Sao lại tới đây? Em không biết. Tắc Khắc đại ca. Dạ đi vào đi nhanh lên. Không phải trong trại cổ dịch sao? Sao lại chạy tới đây? Mau mau mau. Vào bên trong rồi nói. Đúng đúng đúng. Vào nhà vào nhà. Nhanh lên. Tắc Khắc đại ca. Nào, uống chút nước nóng đi. Được. Không tệ đâu. Tắc Khắc đại ca, mau uống chút nước nóng cho ấm. Sao lại tới đây? Lần trước tôi tiễn Lam Hoa Hoa xong, đám cậu Nhật đã tăng hình phạt với tôi. Nếu cứ ở đó nữa thì không còn ý nghĩa gì nữa hết. Nên tôi quyết định trốn ra ngoài. Sao anh lại trốn ra ngoài? Chỉ có con đường này thôi. Tôi tính trước khi về ngủ nguyên thì tới thăm Lam Hoa Hoa đã. Ai ngờ đúng lúc hai người đã bái thiên địa. Tuần cảnh đi khắp nơi bắt tôi, nên tôi phải đi trốn. Trốn tới nơi này luôn. Đúng là có hơi có lỗi với hai người. Đến không đúng lúc. Gì mà không đúng lúc? Anh đến là tốt. Đến là tốt. Đúng lúc lắm á. Chúng tôi thành tâm muốn mời anh đến. Nào, ăn chút táo với đậu phộng đi. Con người Tắc Khắc này vốn dĩ không tin số trời, không bái thần Phật. Nhưng mà sau khi mà biết với cô thì tôi đã tin. Và cũng bái rồi. Tắc Khắc đại ca. Tắc Khắc này, cầu xin thần linh trên trời, Phật tổ trên đất, đời này kiếp này phù hộ hai vợ chồng cùng Tam Hổ và Lan Hoa Hoa có thể bình an, cuộc sống mỹ mãn, sống tới bạc đầu. Cảm ơn lời tốt lành của anh. Đứng lên đi, đứng lên đi. Mau đứng lên. Tắc Khắc đại ca, không còn sớm nữa, tôi phải đi đây. Tam Hổ Tử, chúc phúc cậu, chúc mừng cậu. Anh đợi, đợi đã. Tắc Khắc đại ca, đây là áo tôi may cho anh. Tôi may xong rồi, cũng không biết có vừa cho anh không. Anh cầm trước đi, lỡ như không hợp thì nhờ người khác sửa cho anh. Đi đây. Anh Tam Hổ, nhanh lên. Cầm rồi, được, nhanh 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 nhanh. Anh Tắc Khắc, không có ai hết, nhanh nhanh. Nhanh. Anh Tắc Khắc, đi qua ngọn núi này, họ không đuổi theo anh đâu. Được, đợi đã. Cầm cái này đi. Không được, cầm đi. Cầm đi mà. Đi đường cẩn thận. Tắc Khắc đại ca, đi đường cẩn thận. Đi cẩn thận. Cẩn thận. Cẩn thận. Hoa Hoa, chúng ta mau về thôi.
Mặc vào. Đi. 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 Đã xong hết rồi. Châm lửa. Mau. Rút. Mùi gì vậy? Sao vậy? Tôi sặc rồi. Tam hổ, qua qua. Đại hổ hét cái gì vậy? Tam hổ, qua qua. Tam hổ, qua qua. Qua qua. Cháy rồi. Cháy rồi. Nhà ai? Hình như chỗ vợ chồng qua qua và tam hổ. Tam hổ tử. Tam hổ. Tam hổ. Tam hổ. Có chuyện gì vậy đại hổ? Tam hổ qua qua đâu? Tam hổ với qua qua vẫn chưa thấy ra, có thể là ngủ say. Chắc vậy rồi. Tam hổ, qua qua. Mẹ, mẹ ơi. Qua qua. Mẹ, mẹ. Qua qua của tôi. Chuyện gì vậy? Qua qua. Qua qua. Lão ngủ thuốc không thể vào trong được. Qua qua. Qua qua. Tam hổ. Qua qua. Cha. Tam hổ, qua qua. Cha. Tam hổ, qua qua. Qua qua. Qua qua. Tam ca ca, sao vậy? Nghỉ một chút đi. Em đi hết nổi rồi. Nhìn em chậm chạp như vậy, có phải không muốn về nhà hôn nhau không? Da mặt dày quá, xấu hổ chết đi được. Vậy rốt cuộc em có muốn hôn không? Muốn chứ. Muốn thì mau về đi. Em mệt cả ngày rồi, em đi không nổi nữa. Hay là Tam ca ca cõng em đi? Được chứ. Bây giờ em là vợ của anh, anh là chồng của em. Sau này lúc nào em thấy mệt thì anh cõng em. Vậy nếu ngày nào em cũng mệt thì sao? Nếu sau này ngày nào cũng mệt, Tam ca ca của em sẽ cõng em mỗi ngày luôn. Đi, đi thôi. Đi. Đi. Tam ca ca, nhìn kìa, thôn chúng ta có ánh lửa. Bên chỗ chúng ta đó, hình như là nhà của mình. Sao lại là nhà của chúng ta? Mà đi xem thử đi, nhanh. Cha. Cha. Sao vậy? Anh sao vậy? Anh Tam Hổ, anh sao vậy? Anh Đại Hổ có chuyện gì? Em đã chạy đi đâu? Làm cha chết oan uổng. Tam hổ tử, con hại chết cha con rồi. Cha. 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 Có chuyện gì vậy? Hai đứa đã đi đâu? Hai đứa đã đi đâu? Cha. Cha.
Cha, cha làm sao vậy? Đi. Cha ơi, cha, sao lại như vậy chứ? Cha, cha, có chuyện gì vậy? Cha, cha, cha. Ngựa này nếu như không ăn cỏ đêm thì sẽ không có mập được. Ngựa cũng giống như người vậy đó. Em chỉ cần cho nó ăn ngon, ăn no thì nó sẽ làm việc cho em thôi. Chú lão gia, chú lão gia, bên ngoài có 7-8 người. Nó là hôm qua ông thuê làm. Họ đòi ăn, họ đòi uống. Nhưng bây giờ chúng tôi chưa chuẩn bị gì hết. Phải làm sao đây? Ông quyết định đi. Thiếm hài lý đâu? Hôm qua kêu bà ấy sắp xếp rồi mà. Nói ra cũng lạ thật. Sáng nay bà ấy đi chợ thì đi luôn, đến giờ cũng không thấy bóng dáng người đâu. Bà rau cỏ cũng không thấy luôn. Vậy thì không đợi bà ấy nữa, sắp xếp theo quy củ của Chu gia, làm món thịt hầm với mì và bánh bao, rồi cơm với đậu xanh. Thịt phải là miếng thật dày, đậu hũ cũng phải nhiều vào. Cơm của 8 người đó cô cứ làm cho 10 người ăn đi. Dạ, đi đi. Lão Ngũ Thúc, Thiếm Hai tới rồi. Thiếm Hai, nhanh lên. Lão Ngũ Ca, lão hội trưởng, hai người tìm tôi có chuyện gì? Trương Cập bị tiêu chết rồi, cô biết không? Mạnh mẽ cả đời, vất vả cả đời, không ngờ tới lúc già ông trời đúng là không công bằng. À, chúng tôi đang đắn đo, có phải Chu Nhược Hoài phái người âm thầm phóng quả không nên mới gọi cô tới đây? Chúng tôi muốn biết trước khi xảy ra chuyện Chu phủ có động tình gì không. Tôi cũng nghĩ là ngọn lửa này là Chu Nhược Hoài gây ra. Nếu nói động tình thì không có gì cả. Không có, không có. Vậy trước khi hắn tạo nghiệp, hắn có bàn bạc hoạch định gì không? Chu Nhược Hoài làm việc xưa này rất là kín tiếng, có việc gì ngay cả mấy bà vợ ông ấy cũng không biết. Huống hồ tôi cũng chỉ là một người làm. Tục ngữ nói rất hay, đuôi bay qua cũng để lại cái bóng. Tôi nghĩ nếu Chu Nhược Hoài gây nghiệp thì chắc chắn nơi hắn gây nghiệp sẽ để lại dấu vết. Chúng ta nên tìm manh mối từ trong ra ngoài, thử xem sao. Lão hội trưởng của nó có lý lắm. Chúng ta tìm thử xung quanh từ trong ra ngoài đi. Có lẽ tìm được những vật của Chu gia. Tôi làm việc ở Chu gia lâu năm, vật gì của Chu gia tôi liếc qua là nhận ra ngay. Lão Ngũ à, vậy chúng ta đi tìm đi. Đi, đi. Chú Phùng, cha, chú Phùng, cha, Căng Căng với Tiểu Tiến tới tiễn cha đây. Cha, Căng Căng với Tiểu Tiến tới tiễn cha đây. Chị dâu, chị đứng lên đi chị dâu. Đại nương, đại nương, hôm qua chúng con ở bến đò, không có ở nhà. Đại nương, chúng con không biết tối qua xảy ra chuyện gì nên mới không đến dập lửa được. Chú Phùng của con không có đáng chết, nhưng chú Phùng của con chết thảm quá. Mẹ, anh cặc chị dâu, thù này không trả em thề không làm người. Nhất định phải bắt người phóng quả, trả thù cho chú Phùng. Nếu để anh bắt được người phóng quả, anh trèo hắn lên cổng từ đường, để bà con của thập tam lý phố xẻo thịt hắn, hành hạ cho đến chết. Chuyện này không cần suy nghĩ cũng biết, không phải Chu Nhược Hoài làm thì là Lận Sĩ Điện. Có lẽ hai người họ thông đồng với nhau. Mọi người xem, mọi người xem, mọi người xem.
Cái này lượm được từ bên chỗ Quả Hoàng, là người phóng hỏa trong lúc hoảng loạn đã làm rơi. Mọi người nhìn kỹ đi, mọi người nhìn kỹ đi, áo choàng này của ai? Của ai? Trương Trung Hán. Trương Trung Hán. Anh Tam Hổ, anh đi đâu? Nợ máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Anh đi tìm Trương Trung Hán trả thù cho cha anh. Anh Trung Hán ở tỉnh thành, sao tìm được? Đây không phải áo anh ấy sao? Chắc chắn anh ta ở đây. Cha, áo chân này rốt cuộc cha tìm được ở đâu? Làng Qua Qua, em đừng tưởng Trung Hán cứu em mấy lần thì em đã giúp cho hắn. Em không có. Cái gì mà không có? Áo của hắn tìm được ở gần chỗ Quả Hoàng, em còn nói gì? Biết là vậy, vậy phải hỏi rõ là tìm được ở đâu đã chứ. Em đã giúp hắn. Anh đang nói cái gì vậy? Anh Trung Hán lớn lên cùng chúng ta, tính tình tuy nóng nại như con người chính trực, loại chuyện mất nhân tính này anh ấy sẽ không làm. Em nói không phải hắn làm, vậy sao áo choàng này ở gần đống lửa? Vậy em làm à? Em... Vậy em nói Trương Trung Hán này đưa áo choàng cho em lúc nào? Sao hắn lại đưa cho em? Đưa cho em ở đâu? Tại sao em hù với hắn hại chết cha anh? Phùng Tam Hổ, anh ngậm máu phun người. Sao anh ngậm máu phun người? Chị dâu, Phùng Tam Hổ, con chó điên cắn bậy. Tam Hổ, mắt của cậu mù rồi. Qua Qua là ai? Qua Qua là người vợ mà cậu liều sống liều chết muốn lấy về. Nó đi hại cha chồng của nó sao? Cha, ta chả biết đây là áo của Trương Trung Hán. Cha với Trương Văn Cử và thím Hai Lý tới chỗ đấm cháy tìm chứng cứ. Ông ấy nhận ra nó. Trương là báo nói cái áo này của con trai ông ấy. Chính miệng ông ấy nói. Đúng, chính miệng ổng nói. Sao hả? Sao hả? Em còn gì để nói nữa không? Em, nếu đúng là Trương Trung Hán đã thiêu chết cha, vậy thì anh ấy phải lấy mạng đền mạng. Anh nói đi, anh muốn xử thế nào? Em nghe anh hết, em đồng lòng với anh. Anh nói đi, làm sao? Chúng ta báo quan. Báo quan cái gì? Chúng ta kiện bao nhiêu lần rồi, còn không biết sao? Chứng cứ đều ở đây, còn kiện cái gì? Anh, nếu Trương Trung Hán đã hại chết cha của chúng ta, thì chúng ta tới nhà hắn treo cổ cha hắn lên. Hôm nay phải khiêng thi thể của cha chúng ta đi theo. Đi, đi đi. Không sao, không sao. Lão Ngũ Ca, Lão Ngũ Ca, Lão Ngũ Ca, coi chừng xảy ra án mạng. Hay là tôi đi xem thử. Đúng đúng, nhanh lên nhanh lên. Không sao, không sao. Lão gia, dì Năm, tôi có chuyện muốn nói với ông. Lão gia, Lan Hoa Hoa và Phùng Tam Hổ ra ngoài tiễn khách, không hề có trong nhà. Lần này là để họ thoát. Kim tiền báo này, có chút chuyện nhỏ cũng không xong. Nhưng Phùng Trường Căng bị lửa thiêu chết rồi. Hay nhất là không biết Kim tiền báo tìm ở đâu ra áo choàng của Trương Trung Hán, nếu mà gần đống lửa. Bây giờ hai nhà Phùng Lan đang tìm tới Trương gia trả thù. Lão gia, ông ra tay thật cao minh. Đây gọi là một viên đá bắn hai chim. Phùng Tăng 3 tháng, Lan Qua Qua giúp Phùng Tam Hổ không thể đồng phòng được. Lão gia, ông đúng là cao nhân. Cao nhân mà. Kim tiền báo chó này cũng được việc đó. Đi, giết hai con heo mập mập, đem hai giò ruộng ngon. Tới Lâm Du gọi thêm hai kỹ nữ, đưa lên dạng qua sân cho Kim tiền báo. Nhanh lên, tôi đi làm ngay. Đi đi. Trương lão má, Trương lão má, má nói chuyện đi. Anh, treo. Được. Không được. Không được treo, không được treo, không được treo. Không thể treo cổ Trương lão má được. Em là con dâu Phùng gia hay là con dâu của Trương gia?
Trương Lãm Má không phải nói rồi sao? Anh Trung Hán chưa về thập tam lý phú, anh ấy không thể nào phóng hỏa được. Ông nói không về là không về à? Ông nói chưa về chẳng lẽ áo choàng từ trên trời rơi xuống? Trương Lãm Má, má nói câu gì đi. Anh Trung Hán bị quan. Qua qua, áo choàng đó là chứng cứ, không thể chối cãi được. Tam Hổ, muốn xử lý thế nào thì xử đi. Tam Hổ, Tam Hổ, Tam Hổ, mà người quan trọng, con đừng bao giờ làm bậy. Anh, treo lên, được, không được treo. Qua qua, không được treo. Tam Hổ, em tránh ra đi. Em tránh ra, qua qua. Trương Lão Bá, cậu làm cái gì vậy? Sao lại treo cha tôi lên? Trương Trung Hán, anh hại chết cha tôi. Anh còn mặt mũi tới tìm tôi? Cha cậu chết rồi. Tại sao? Anh còn giả bộ nữa. Tối qua anh phóng hỏa thiêu chết cha tôi. Tôi muốn cha cậu chết, cần gì phải phóng hỏa? Có cái này chẳng phải tiết kiệm hơi sức sao? Tên chó Nhật, tôi liều với anh. Trương Trung Hán, muốn bắn thì anh bắn em đi. Quyền tử, tối hôm qua cha Phùng Trường Canh của Phùng Tam Hổ bị thiêu chết, mọi người biết không? Không biết. Ai phóng hỏa vậy? Là tại sao phóng hỏa? Tôi không biết. Tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Tôi không biết. Đừng hỏi tôi. Tôi không biết. Mẹ, con nhìn ra được, tôi đừng biết là ai làm. Con đi hỏi gì ấy. Con đừng đi, quay lại đây. Tôi không nhìn thấy, tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi thật sự không thấy gì cả. Tứ Nương, Tứ Nương à, sao sắc mặt gì kém quá vậy? Tôi sợ. Dì sợ cái gì? Tôi không biết sinh. Tôi sợ có người cũng giết tôi, hoặc là bán tôi đến kỹ viện làm gái điếm. Tứ Nương quá đa nghi. Sao có thể chứ? Chu gia chúng ta từng cao viện sâu, có bao nhiêu gia đình bảo vệ, sẽ không có chuyện đó xảy ra. Không đúng, không đúng. Nhị Nương cô không phải vì không thể sinh bị bán vào kỹ viện đó sao? Hơn nữa vì của nhà Phùng Trường Căng đáng sợ biết bao. Tối qua tôi vừa nhìn thấy hắn. Tối qua dì thấy ai? Tứ Nương, chuyện của nhà Phùng Trường Căng có phải dì biết cái gì không? Tôi không nhìn thấy. Tôi không biết. Tôi không biết. Tôi không biết gì cả. Tôi không biết gì cả. Thật sao? Tôi không biết gì cả. Thật hả? Thật mà. Là thật đó. Vậy thì căng thẳng làm gì? Tôi căng thẳng. Tôi căng thẳng sao? Tôi không có. Tôi không căng thẳng chút nào. Tôi không có căng thẳng. Tôi căng thẳng sao? Tôi không căng thẳng. Không căng thẳng. Không căng thẳng, không căng thẳng. Tôi không có. Thật mà. Thật mà. Tứ Nương, thật ra chỉ cần bắt tên hung thủ đã thiêu chết Phùng Trường Căng, trừng trị theo pháp luật, trong lòng của dì sẽ không còn sợ hãi nữa. Chính xác. Chuột gấp quá bị rạc cắn lại mèo. Đã ép bà đây thì bà không sợ các người đâu. Bọn họ đúng là hiếp người quá đáng. Con không tha cho họ đâu. Bọn họ trúng quỷ kế gian của kẻ thù. Con đừng tính toán với họ. Trương Lão Bá, Trương Lão Bá. Anh Trung Hán, em tới đây làm gì? Em tới thăm Trương Lão Bá. Không sao chứ? Đừng có giả bộ thăm hỏi nữa.
có gì nói thẳng đi. Em thật lòng mà, đừng vòng vo làm gì. Em muốn sao đây? Anh trùng hắn, em biết bây giờ anh giận lên não luôn. Em cũng không tin ngọn lửa đó do anh gây ra, nhưng có mấy việc em cần phải xác nhận lại. Chuyện gì? Anh xem áo choàng này có phải của anh không? Áo choàng này không giả đâu. Nếu áo choàng này của anh, vậy sao nó lại nằm ở hiện trường phóng hỏa? Hai nhà Phùng Lan gì vậy mà nghi ngờ anh làm? Hơn nữa, trừ là ba nói tối hôm qua, anh không có về thập lý tam phố, và áo choàng này lẽ nào một chân tự chạy về thập lý tam phố? Chuyện áo choàng anh có nghe cha nói, các người trúng kế ly gián của Kim Tiền Báo. Kim Tiền Báo? Kim Tiền Báo? Kim Tiền Báo liên quan gì tới quả quản nhà em? Ngọn lửa này do hắn gây ra. Đây là áo choàng của anh. Mấy hôm trước anh tới tỉnh thành bàn chuyện buôn bán với một thương gia quân quả. Trùng hợp Kim Tiền Báo cũng tới đó mua quân quả. Anh còn đấu võ mì với hắn nên để quên áo choàng ở đó. Đợi lúc anh nhớ quay lại chỗ cũ tìm áo thì ông chủ kêu Kim Tiền Báo cầm đi rồi. Hắn nói bữa nào sẽ trả lại cho anh. Kết quả vậy không thấy hắn đem trả, và tối qua đã dùng nó để lại hiện trường. Ai có thể làm chứng cho anh? Ai có thể dẫn các người tới hỏi nhà buôn quân quả đó? Nhưng em vẫn còn một chuyện không hiểu. Em nói đi. Tối hôm qua anh đi đâu? Ở tỉnh thành. Tỉnh thành cách thập tam lý phố 3 ngày đường. Sao đột nhiên trưa nay anh đã về thập tam lý phố? Anh biết trong lòng các người đang nghĩ gì? Có phải các người cho rằng tối hôm qua anh đã về tới đây, sau đó phóng hỏa rồi đi trốn không? Đợi đến lúc các người sắp treo cổ cha anh lên thì anh bắt đắc dĩ mới lộ diện, đúng không? Em không nghĩ như vậy. Là mọi người nghĩ như vậy. Em xem đây là cái gì? Vòng bạc. Anh đưa em xem làm gì? Đội ngũ của anh sắp ra tiền tuyến. Anh đã xin cấp trên nghỉ phép 10 ngày về quê. Rồi gặp thủ hạ của Trần Quang tên Hoa Tử. Hắn nói với anh, em và Tam Hổ hôm nay sẽ thành thân. Anh tính ngày đêm về đây, nhưng ngày đại hỷ không lẽ đi ta không gặp hai người, cho nên quyết định mua vòng bạc này tặng cho các người làm kỷ niệm. Vậy thì đáng lẽ tối qua anh đã về rồi chứ? Anh tới tiệm trang sức Long Phụng Trinh Tường. Không may chỗ họ không có kiểu anh cần, cho nên anh yêu cầu ông chủ làm ngay trong đêm. Trời chưa sáng anh đã lấy vòng bạc rồi thúc ngựa lên đường, một hơi tới đây. Nhưng anh không ngờ. Sao được anh trung hán? Những gì anh nói xem như em đã tin rồi. Nhưng sao khiến cả hai nhà tin tưởng anh đây? Em có thể cầm đó rồi cùng Phùng Tam Hổ đến tiệm bạc Long Phụng Trình Tường tìm ông chủ đó. Ông ấy sẽ nói tất cả với các người. Hay là anh phái người đưa hai người đi? Không cần đâu, em đi tìm anh Tam Hổ bằng bạc một chút. Em đứng lại. Cầm vòng bạc này đi. Anh trung hán, đã lúc nào rồi anh còn bắt em nhận quà của anh? Anh muốn gây thêm rắc rối hay sao? Đứng lại. Đây không phải là quà, đây là chứng cứ cần thiết để đi kiện. Em cầm đi. Em biết rồi. Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Tống Tử Nương Nương, lão gia nhà con phóng quả giết người, không liên quan gì con hết. Xin người đừng giận lây sang con. Đừng để hồ ly Lệnh Cẩm Dinh mang thai trước con. Xin hãy cho con một đứa bé. Xin hãy cho con một đứa bé đi Quan Âm Nương Nương. Con cầu xin người, con cầu xin người. Con cầu xin người, Nương Nương Tống Tử. Các người nói những gì Trung Hán nói là thật hay giả? Mấy con hắn nói ai có thể chứng minh là thật? Em cảm thấy anh Trung Hán nói thật. Em suy nghĩ không vậy? Có khi hắn đem bán em còn đếm tiền cho hắn nữa. Tam quả, cậu khách sáo với em tôi một chút. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ cậu luôn cộc cằn với nó. Cũng đâu phải em tôi phóng quả, nhưng từ lúc xảy ra chuyện đến giờ cô ấy luôn lấy giúp cho Trương Trung Hán. Sao không nói cô ấy? Đúng đó, các người đừng cãi nhau nữa được không? Không ai biết những gì Trương Trung Hán nói là thật hay giả. Sao không ai chứng minh? Không phải nói rồi sao? Chuyện áo choàng nhà buôn quân quả ở tỉnh thành có thể làm chứng. Chuyện tới quả này không về thập tam lý phố, ông chủ tiệm bạc có thể làm chứng. Anh không tin thì tìm họ. Hai người các em còn chưa tìm được người phóng quả mà tự mình cắn mình rồi.
Uổng công nói nửa ngày anh vẫn nghi ngờ anh Trung Hán. Em một câu anh Trung Hán, hai câu anh Trung Hán, rốt cuộc có ý gì? Tất cả đã rõ ràng rồi. Đã rõ ràng rồi. Lão Ngũ thúc cha, rõ ràng chuyện gì? Quang Quang đã biết rõ sự tình. Chu Nhật Hoài sai Kim Tiền Báo phóng hỏa. Kim Tiền Báo Trần Quang Sanh biết là Chu Nhật Hoài sai hắn. Ý định ban đầu của Chu Nhật Hoài là muốn tiêu chết Quang Quang. Tưởng đâu đầu xuôi đuôi lọt, đỡ được việc lần sĩ điện đeo bám hắn. Hơn nữa người không phải do hắn giết, hắn không liên quan gì cả. Quả nhiên là Diêm Dương này làm. Người tính không bằng trời tính. Tuy Chu Nhật Hoài không tiêu chết được cậu với Quang Quang, nhưng có thể trả được thù lên người cha cậu. Cha tôi có thù gì với hắn? Cha cậu kêu Đoàn Nghênh Tân đi mấy vòng trước cửa nhà hắn, khiến hắn ôm hận chứ sao. Vì chuyện này hắn thưởng cho Kim Tiền Báo hai con heo, hai gánh rượu lớn, hai kỹ nữ. Những cái này đều đưa lên Vạn Hoa Sơn. Đi, chúng ta đi giết tên chó Chu Nhật Hoài chết tiệt này. Chu Nhật Hoài, ông ra đi. Chu Nhật Hoài tên chết tiệt, tôi phải giết ông. Làm gì đó, đứng lại, đứng lại. Làm gì vậy? Chu Nhật Hoài ra đây, làm gì vậy? Chu Nhật Hoài cút ra đây. Cái gì vậy chứ? Chu Nhật Hoài ra đây. Các người làm gì vậy? Chu Nhật Hoài làm gì vậy? Kêu Chu Nhật Hoài ra đây cho tôi. Đây là Chu phủ, không phải nhà các người. Không phải muốn làm gì thì làm đâu. Lên, mau ra đây Chu Nhật Hoài. Dừng lại, dừng lại. Dừng lại, tất cả dừng lại đi. Ông mất rượm ra, hôm nay phải đền mạng cho cha tôi. Tôi hỏi các người một vấn đề. Nếu các người có thể trả lời được, tôi bằng lòng đền mạng cho Trường Căn huynh đệ. Ông nói đi. Các người nghe lời Trương Trung Hán cho rằng Kim Tiền Báo là người phóng hỏa. Sau khi Kim Tiền Báo vượt ngục thì làm Sơn Đại Dương. Các người nên đến Vạn Hoa Sơn tìm hắn. Chứ tìm tôi làm gì? Là ông sai Kim Tiền Báo phóng hỏa, ông còn để mọi tội lỗi lên người của hắn nữa. Ông nằm mơ đi. Nói bậy. Cậu nói chuyện nghe phi lý quá. Cậu tận mắt nhìn thấy, hay là trong thập tâm lý phố của ai tận mắt nhìn thấy? Không phải ông sai Tiền Báo phóng hỏa. Vậy tôi hỏi ông, sau khi Kim Tiền Báo phóng hỏa xong, tại sao phải đưa hai gánh rượu, hai kỹ nữ, hai con heo cho Kim Tiền Báo? Tam Hổ Hiền Địa, cậu làm sao biết nỗi khổ của tôi chứ? Kim Tiền Báo bản tính hung hãn, chuyện gì cũng có thể làm hết. Hắn vượt ngục ra ngoài rồi tung tin, nói tôi đối với hắn bất nhân bất nghĩa. Đặc biệt là lúc hắn ngồi tù, tôi khoanh tay đứng nhìn, không ra tay giúp hắn. Cho nên hắn nói sớm muộn gì cũng xử lý tôi. Là Kim Tiền Báo phóng hỏa nhà các người, tôi sợ hắn cũng hạ độc thủ với tôi, nên tôi mới sai người đưa mấy thứ này cho hắn, xem như tốn tiền mà giữ được mạng. Chứ làm gì có chuyện tôi trọng thưởng cho hắn. Tôi nói vậy cậu thấy sao? Ai tin lời của ông chứ? Hôm nay ông phải đền mạng cho cha tôi. Cậu nói bậy bạ cái gì đó. Nếu cậu không tin lời của tôi, cậu có thể đi hỏi Kim Tiền Báo, hay là tôi cùng cậu đi gặp Kim Tiền Báo đi. Chúng ta đối chất rõ ràng ngay trước mặt của hắn luôn. Được, đi. Coi ông giở trò gì. Đi, đi. Cậu làm gì vậy? Đi, đi. Đi. Ông giả bộ cái gì chứ? Để tôi xem ông còn gì để nói nữa. Đi, đi. Gọi đi. Quản gia Kim. Quản gia Kim. Anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu? Không có ai. Tam Hổ. Kim Tam Hổ. Ông có giỏi thì ra đây đi. Ra đây. Ra đây. Ông giỏi lắm. Tam Hổ. Đi. Đi. Tam Hổ Hiền Điệt. Kim Tiền Báo, cái thứ không ra gì kia, ra đây cho tôi. Kim Tiền Báo không có nhân đạo. Cậu đừng có lấy trứng chọi đá nữa. Tam Hổ huynh đệ, quay lại đi.
kim tiền báo. Tên khốn này, ra đây cho tôi. Tam Hổ, Tam Hổ, Tam Hổ, Tam Hổ, anh Tam Hổ, Tam Hổ, Tam Hổ, Tam Hổ, mau mau lên, đi, đi, Tam Hổ. Anh Tam Hổ, em nghĩ kỹ rồi, anh tìm Trương Trung Hán đi. Tìm anh ta làm gì? Tìm anh ấy trả thù rửa hận giùm mình. Thế lực anh ấy lớn hơn kim tiền báo. Em tìm anh ấy đánh kim tiền báo. Nam Trường Hán đại trượng phu bị ức hiếp, phải để vợ mình đi tìm người đàn ông khác giúp đỡ. Em không được đi. Em xin người ta báo thù rửa hận cho chồng của mình. Đó là bổn phận của người vợ. Phật tranh một nén nhang, người tranh một hơi thở. Anh thấy mất mặt. Có gì mất mặt chứ? Em qua qua. Trung Hán, cha. Trung Hán, nào, mang cái này theo đi. Không mang đâu. Mang đi cái thằng này. Anh Trung Hán. Qua qua. Qua qua. Anh Trung Hán. Trương lão bá. Trương lão bá, sức khỏe của bá thế nào rồi? Đỡ rồi, đỡ rồi. Làm phiền còn phải bận tâm. Thật ra cũng không có gì hết. Trung Hán à, qua qua tìm con. Tám phần là nói chuyện của chú Phùng rồi. Cha đi xem thử, xem có thứ gì cần thu dọn không. Hai đứa nói chuyện đi. Trương lão bá không có gì phải nói sau lưng đâu. Bá cứ ngồi đây. Con nhiều đồ chưa thu dọn, hai đứa nói đi. Không cần em mở miệng, anh cũng biết muốn nói gì rồi. Chuyện gì? Em muốn kêu anh Phái Minh đến Giàng Hoa Sơn đánh kim tiền báo. Anh không thể đi. Tại sao vậy? Anh ghi thù, không muốn giúp em. Lần này anh về không mang theo đội ngũ. Ngoài ra, anh đang xin nghỉ phép. Hôm nay phải đi Tây An. Em xem, hành lý sắp xếp rồi. Anh có thể đi trễ một ngày không? Quân bất hiến ngôn. Nó hôm nay đi phải đi. Chậm trễ quân kỵ sẽ bị xử bắn đó. Kêu đừng đi vẫn cứ đi. Em tưởng mặt mũi mình lớn lắm. Sao vậy? Cảm thấy chưa đủ mất mặt sao? Còn đi cầu xin người khác. Cầu thì cầu có sao đâu. Em cũng không làm chuyện gì xấu mà. Chỉ nhờ người giúp mình. Còn hơn người không không làm gì được cả. Anh tự cứ ngồi đợi là người ta trả thù rửa hận cho mình sao? Anh cứ ngồi mà lo thể diện đi. Anh đã em biết ngồi giống như anh thì đợi lúc nào người ta tới đây. Ngồi có thể đợi người ta tới à? Bây giờ nói cho em biết, đợi không được đâu. Người nghèo không có quyền có thế như chúng ta. Cả đời không đợi được. Anh đã nói với em rồi. Giống như cha anh, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, hết ngày này qua ngày khác, thì cả đời cũng không phát tài được, không có quyền thế được. Cách duy nhất để thay đổi số phận chính là làm lính ăn lương. Ngày mai đuổi theo Trương Trung Hán, sáng sớm mà anh đi luôn. Anh theo anh ấy ra tiền tuyến. Anh đi lính em rất vui. Nhưng trước mắt vụ án mạng của cha còn chưa giải quyết xong. Rắc rối mà lận sĩ liền gây ra cũng đang ở ngay trước mắt. Nếu anh đi như vậy, một mình em phải làm sao? Em để anh đi lính vậy, anh có được chức quan, thù nên trả sẽ trả, hận nên rửa sẽ rửa. Hai chúng ta sẽ sống bình yên, không ai dám ăn hiếp chúng ta nữa. Đợi anh lên làm quan thì Chu gia, Lận gia, Kim Tiền Báo đã đưa em tới Điện Diêm Dương rồi. Vậy nó phải làm sao? Em nói xem làm sao. Chúng ta không thể ở đây đợi chết. Anh cho em phiền à? Anh không có. Tam Hổ tử. Mẹ, mẹ, hai con nghe đây. Trong thời gian để tang, con cái chưa kết hôn thì không được kết hôn. Con cái mới kết hôn thì không được cùng phòng. Qua qua. Tối hôm nay con với mẹ cùng chị dâu, ba chúng ta sẽ ngủ chung.
Tam hổ tử, con ngủ một mình đi. Nếu không con ngủ với anh trai con. Nghe thấy chưa? Dạ. Anh Tam Hổ, sáng sớm mà vào làm gì? Anh sắp đi rồi. Anh sợ đám chó đó ức hiếp em, cho nên mà vào thật sắc, để ở đầu giường. Em nhất định sẽ bảo vệ được bản thân. Anh Tam Hổ, anh muốn đi thì tới chỗ lữ đoàn 21 của Túc Dư Sinh đi. Mặc kệ tới bộ đội nào cũng làm lính ăn lương, để phải đánh trận đổ máu, để phải dùng một hôi xương máu đổi lấy chức quan. Anh với phó lữ đoàn trưởng có thù với nhau. Anh cảm thấy tới đó hắn nhất định sẽ hại anh. Anh nghĩ hay là anh đi tìm Trương Trung Hán. Qua qua, chị dâu. Anh chị nghe hai đứa không sống chung với cha mẹ, nên mang chút đồ đến để em. Chị dâu, con gái thành cha rồi, không sống chung với cha mẹ là quy định. Anh chị đừng lo lắng. Chị dâu anh, trước khi cha em đi cái gì cũng chuẩn bị hết rồi. Bây giờ chúng em không thiếu gì hết. Anh à, anh Tam Hổ. Chị dâu, anh. Hôm qua em bàn với Hoa Hoa, em chuẩn bị làm lính ăn lương. Quý sông pha để nở mày nở mặt. Làm lính à? Tam Hổ, em đi rồi thì ngày tháng sau này của em gái anh sống làm sao? Không phải đâu anh, em. Anh. Anh à, chú Phùng đi rồi, làm em càng hiểu rõ hơn. Nên giờ em đã hạ quyết tâm, mình không sợ gì cả. Nói thì nói như vậy, nhưng vẫn phải đề phòng hai tên khốn kia. Không phải lần sĩ điện muốn có em sao? Nhất định hắn sẽ không để em chết đâu. Và cũng không muốn để Chu Nhật Hòa kim tiền báo giết em. Em chỉ cần sắp xếp cho khéo léo, thì có thể mượn sức mạnh của hắn để bảo vệ bản thân mình. Mẹ, từ từ thôi. Từ từ. Từ từ. Anh, chị dâu, em đi đây. Lão ngủ túc. Căng căng, chị dâu em đi đây. Mẹ, mẹ bảo trọng sức khỏe. Bà Tư à, canh gà của bà cần đây. Bà xem, bà nhìn đi.
tôi làm có đẹp không? Bà Tư à, bà muốn có con tới nỗi sắp bình luôn rồi, có đáng không? Vì tần sinh thái tử, hoàng thượng, hoàng thượng sẽ sủng ái họ. Thái tử đăng cơ, họ sẽ trở thành quốc mẫu. Một gia tộc như Chu gia sao có thể không có con trai được? Lão gia ngày nhớ đêm mong, còn tôi đêm mong ngày ngóng. Hai vợ chồng chúng tôi hợp lại cùng cầu xin Tống Tử nương nương, lý nào người không cho chúng tôi một đứa con? Nếu như tôi không sinh được nửa mụn con, họ sẽ bán tôi tới Kỷ Diện. Tới lúc đó tôi sẽ chết ngoài đường. Lão gia, canh gà này ở đâu ra vậy? Là bà Tư tự bán trang sức kêu chúng tôi nấu. Lão gia, bà Tư cũng muốn sinh một đứa con trai cho ông. Cô ấy có thể sinh con trai, ngay cả rắm cũng không đánh ra được. Ra ngoài. Dạ, cầm đi. Tôi hỏi cô, có phải cô nói chuyện tôi kêu Kim Tiền Báo phóng quả Phùng gia ra ngoài không? Lão gia, không phải tôi. Quản gia nói cô nhìn thấy Kim Tiền Báo, không phải cô thì là ai? Lão gia, thật sự không phải tôi mà. Thật sự không phải tôi. Quản gia Lý, có tiểu nhân. Nào, mặc mấy thứ này ra ngoài đốt cho tôi đi. Dạ, nói với nhà bếp, sau này không có sự căn dặn của tôi, không được nấu đồ bổ cho cô ấy. Cô ấy tự móc tiền túi ra cũng không được. Bà Tư, quản gia Lý, đây lại cái này cho tôi đi. Đuổi theo tôi đi Thủy Tiên. Nhanh lên, tới đây, tới đây. Thủy Tiên, tới đây, tới đây. Các người không đuổi kịp tôi đâu. Dừng lại, dừng lại. Em chạy cái gì chứ? Không được chạy, không được chạy. Lão gia, em đã lớn rồi, ngay cả chạy cũng không được sao? Bốn bà vợ đã không trông mong gì rồi, bây giờ tôi chỉ trông mong vào em mà thôi. Thật mất hứng. Tú Nhi, Thủy Tiên, chúng ta không chơi nữa. Hai chút trái cây mang về cho tôi. Đi, đi. Có mệt không? Không mệt. Chạy nãy giờ sao mà không mệt được? Lão gia, em không phải là keo dán giấy. Nghe lời, nghe lời tôi hiểu không? Đi, tôi có việc tìm em. Đi, đi, đi. Cẩm Vinh à, tôi muốn em về nhà một chuyến. Cái gì? Ông cho em về nhà? Ông không sợ sau khi em về nhà không trở lại nữa sao? Em làm sao nỡ, nỡ bỏ cái nhà này sao? Tôi còn tưởng là em ở trong phúc mà không biết phúc chứ. Tính ra trong lòng em vẫn biết tốt xấu. Lão gia, vậy ông có về cùng với em không? Chuyện làm ăn còn nhiều quá, tôi không đi được.
Tôi để Lý Hợp về cùng với em. Lão gia, ông để em về có phải là có chuyện gì khác kêu em nói không? Vẫn là bảo bối của tôi hiểu ý tôi nhất. Tôi muốn làm quà với cha em, kêu em về nói giúp tôi vài câu. Ông muốn làm quà với cha em, nói với cha em, Lan Hoa Hoa đã trải qua 6 lễ, Trinh Tiết đã không còn tồn tại nữa. Muốn nạp cô ấy làm thiếp thì bà dì tổ tông của Lận gia sẽ bị người đời thóa mạ. Vậy ông kêu cha em phải làm sao? Nói với cha em, sau này đừng nhắc tới Lan Hoa Hoa nữa, nếu không ông ấy và tôi giống như hai con ngựa già sa vào vũng bùn, càng dùng dẫy thì càng lún sâu, không khéo ngay cả cái mạng già này cũng không giữ được. Lan Hoa Hoa hại người này. Xin hỏi đây là nhà của Phùng Tam Hổ đúng? Hai anh tìm Phùng Tam Hổ làm gì? Chúng tôi mời anh ấy tham gia quân đội. Anh ấy đã tham quân rồi. Đi đâu? Lữ đoàn 48 quân cách mạng quốc dân, đại đội trưởng Trương Trung Hán. Đi, chúng ta đi tìm anh ấy. Lão gia, nào, tôi đã quy củ với mọi người, chút nữa tôi bắt được người nào đoán ra được bà đó thì tiền tháng này tôi sẽ trừ của người đó. Lão gia, giọng đó không ra thì sao? Vậy các người nói đi. Nói đi. Lão gia, ông phải cho chúng tôi mỗi người một bộ đồ mới. Đúng, đồ mới, tôi cần đồ mới. Ông cho chúng tôi mỗi người một bộ trang sức. Đúng rồi, đúng rồi, không thành vấn đề. Tôi nói trước, chút nữa mọi người đi trốn thì không được rời khỏi 10 cái đệm liên quan này. Yên tâm đi, nếu không thì sẽ tính là mọi người thua. Được, yên tâm. Nào nào, lão gia bắt các người đây. Để xem, bịt mắt kỹ chứ, đừng để lão gia thấy đó. Chúng tôi đếm tới 3 thì bắt đầu nha. Xoay 3 vòng nữa. Được được, nào nào nào, xoay. Xoay, tôi bắt các người đây. Xoay, 1, 2, 3, bắt đầu. Lão gia, lão gia, lão gia, lão gia, ở đây. Bắt được rồi, lão gia bắt được rồi. Tôi đoán, để tôi đoán thử. Lão gia, tiểu thư về rồi. Tiểu thư nào về? Lần Cẩm Dinh. Nó mặc tin tức của Lan Hoa Hoa về sao? Dạ có. Đi, đi xem thử. Chúng ta đợi ở đây hay giải tán? Người ta nói thê không thiếp, thiếp không bằng trộm, mà trộm không bằng thứ trộm không được. Thật không sai chút nào. Mấy giờ trụng mắt ông ấy chỉ có Lan Hoa Hoa, không xem chị em mình ra gì cả. Con đã về rồi thì ở thêm vài ngày đi. Hầu hạ chua lão gia cũng đủ mệt rồi, đúng lúc nhân cơ hội này nghỉ ngơi. Về chuyện Chu Nhật Hoài, con không nói chắc cũng biết dùng ý của hắn. Hắn phải con đến làm thuyết khách, muốn lấy chuyện Hoa Hoa không còn tấm thân ngọc nữ để cắt đứt ý định lấy cô ấy của cha. Sau đó cha buông tha cho hắn, các người có thể yên tâm sống cuộc sống vợ chồng già trẻ ân ái ngọt ngào. Tiện thể sinh cho hắn một đứa con trắng trẻo mập. Cha nói vậy có đúng không? Lão già này nằm mơ đi. Nhưng mà Lan Hoa Hoa đã mất tấm thân ngọc nữ rồi, lẽ nào cha vẫn muốn cô ấy? Cha mẹ qua đời phải tuân thủ quy tắc, con cái chưa lập gia đình thì không được kết hôn, con cái tân hôn thì không được ở cùng phòng. Theo con và quản lý gia nói thì đêm tân hôn của họ còn chưa cùng giường thì trong nhà xảy ra hỏa hoạn, cha có Phùng Tam Hổ chôn thân trong biển lửa, thì Lan Hoa Hoa làm sao có thể mất đi tấm thân ngọc nữ được? Ta không phải là người ngu,
không lừa được ta đâu. Quản gia Trương, đi thôi. Vậy đứng lại, làm gì vậy? Tôi tìm người. Tìm ai? Đại đội trưởng Trương. Chỗ chúng tôi không có đại đội trưởng họ Trương. Đây là nơi đóng quân của đại đội 8, tiểu đoàn 8 của lữ đoàn 48 của quân cách mạng quốc dân, phải không? Đại đội 8, tiểu đoàn 8 đi rồi. Họ đi hướng nào? Cái này tôi không biết. Bộ đội đi ngang qua đây nhiều lắm. Tới rồi biết ai là ai. Hay cậu tự đi tìm đi. Đi 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 đi. Anh bạn, đây là khu vực cấm, không thể ngồi. Quan gia, anh dò hỏi giùm tôi, đại đội 8, tiểu đoàn 8 rốt cuộc đi đâu? Tôi làm sao biết được, đi đi. Quan gia hỏi dò giùm tôi. Phùng Tam Hổ, Phùng Tam Hổ, cậu chính là Phùng Tam Hổ. Đúng vậy, là cậu ấy rồi, đi đi. Làm gì vậy? Đi thôi, đi thôi. Hay là cậu theo chúng tôi về đi. Nếu không chúng tôi khó vào phó lắm. Đại ca, thù nhà tôi còn chưa trả, sao có thể theo các người về được? Nếu cậu muốn trả thù thì càng nên đi theo chúng tôi. Bánh nướng có rồi. Ba vị từ từ dùng, tự nhiên đi. Tại sao? Diêm tiểu thư nói anh cậu ấy sẽ cho cậu làm quân quan. Đi thôi. Còn hơn cậu đi theo Trương Trung Hán, cậu suy nghĩ cho kỹ đi. Tiểu nhị, tôi muốn uống rượu. Đúng là Thái Bình tịnh thế mà, ai cũng có tiền đến đây uống rượu cả. Tiểu nhị, tới đây. Quân gia đến rồi. Quân gia bớt giận bớt giận. Anh xem chỗ này kính chỗ nào. Thành thật xin lỗi. Tôi mặc kệ, nhanh tìm chỗ cho tôi uống rượu. Tiệm của tôi cũng có tiếng tăm nên chúng tôi cũng hết cách rồi. Bớt khua mồm múa mép ở đây đi. Mau tìm chỗ cho tôi nhanh. Hay là quân gia đợi một chút. Đợi chút nữa có người thanh toán tôi. Tránh ra, tránh ra. Tôi còn chưa ăn xong. Chưa ăn xong đi chỗ khác mà ăn. Đại ca, chúng ta là lính ăn lương, đừng làm khó chúng ta. Tiểu tử, quân hàm này mà dám so sánh với tôi. Tôi nói cậu biết, ngay cả bưng nước rửa chân cho tôi cũng chưa tới lượt cậu đâu. Anh làm gì vậy, không phục à? Bỏ đi. Đi. Tiểu nhị, tính tiền. Nào, ngồi ngồi ngồi. Tiểu nhị đã mâm khác, nhanh lên. Nhanh lên. Lão gia, quản gia Lý đợi đây nửa ngày rồi. Hay là ông gặp cậu ấy đi. Lần lão gia, sức khỏe không đỡ chứ? Lão gia, ông ngồi đi. Bà Chính, chào bà. Quản gia Trương, rót trà cho lão gia. Dạ được. Cậu tới đây làm gì? Cũng nhiều ngày rồi, nên đón gì năm về Chu phủ. Về nói với Chu lão gia các người, Cẩm Vinh sẽ ở lại nhà mẹ mấy ngày nữa, tạm thời chưa về được đâu. Vậy thì cho tôi gặp dì năm, xem ý dì ấy như thế nào. Không cần hỏi, ta là cha của nó, ta làm chủ. Lận gia, tôi không đón dì năm về phủ thì làm sao giao phó với Chu gia? Cứ nói thẳng, cậu nói ta không thả người, trừ khi hắn đích thân giao La Hoa Hoa với kim tiền bảo tới tay ta. Cậu về đi. Cậu không mau đi đi. Lão gia nói rồi đó. Quản gia Lý, xin mời. Lận gia, vậy tôi về đây.
Lão gia, tôi về rồi. Lý Hợp, cậu đã về rồi. Cẩm Dinh, dì Năm đâu? Dì Năm đâu? Dì Năm chưa về được. Cô ấy chưa về à? Cô ấy lần lão gia, không, lần sĩ điện đã giữ bà ấy lại. Cô ấy không về thì cậu về làm gì? Lão gia, lão gia, lần sĩ điện kêu tôi nhắn lại với ông. Nhắn gì? Ông ấy kêu ông đích thân giao Lan Hoa Hoa và Kim Tiền báo cho ông ấy. Cái gì? Đồng ý thì mới thả người. Tên chó già này. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Tôi viết giấy cam đoan với ông ấy. Tôi nội trong 2 tháng nhất định sẽ đưa người cho hắn. Sau khi tôi viết xong thì cầm nó đi đổi người về cho tôi. Dạ.